cuộc đời đôi khi người ta được gắn kết với nhau bởi chữ duyên. Gặp nhau, quen biết rồi yêu yêu đương đã là sự sắp xếp hoàn hảo rồi, nhưng cái kết cuối cùng cho mối quan hệ ấy lại càng khiến người ta suýt xoa duyên kéo quá. Mới đây, bức thư do bố gửi con gái nhân ngày xuất lạnh được chia sẻ trên khắp các trang mạng. Đi kèm với bức thư ấy là câu chuyện tình yêu lay động của hai nhân vật chính Gia Phú và Thanh Hường. Lá thư bị gửi nhầm và cặp đôi suốt 3 năm học không nói với nhau một câu. Cặp cung phi chồng trẻ Phú Hường hiện tại đều 28 tuổi và sinh sống tại thành phố Vinh, Nghệ An. Họ quen nhau khi học cùng một lớp cấp 3. Phú kể, từ lớp 10 mình và Hường khai mạc học cùng nhau. Tính đến nay cũng là 13 năm rồi. Mình thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hường hiền đức lành lắm, chưa thấy ai hiền đức như cô ấy và còn ngoan ngoãn nữa. Hồi đó, tình cảm có lẽ chưa hẳn là tình yêu nhưng mình thực sự thích cô ấy, trong thầm lặng. Cứ đơn phương mãi nên mình quyết định viết thư để làm quen nhưng hãi quá nên nhờ đứa người chơi truyền tay gửi hộ. Ai ngờ đâu người chơi gửi nhầm địa chỉ, lại đưa sang cho người chơi của Hường. Người đó trái ngược với Hường về tất cả mọi thứ. Vậy là cuối cùng mình bị hiểu lầm là tán tỉnh câu người chơi đó. Không nói ra cho ai nhưng mình biết mọi sự thế là tan tành rồi. Hường dễ thương khiến Phú thích từ cái nhìn đầu tiên. Từ sự cố nhầm lẫn đó, cơ hội cho Phú được nói ra tình cảm của mình đã mất. Suốt những năm cấp 3, anh luôn lưu ý đến con người chơi gái dễ thương nhưng đâu nói được nên lời. Thời gian cứ thế trôi đến khi cả hai cùng tốt nghiệp. Khi bị nhầm lẫn, mình đâu giải thích nổi. Mình vẫn viết thư qua lại với con người chơi đó, mục đích là hỏi thăm Hường. Lúc đó mình chỉ nghĩ là không còn cơ hội nào hết. Cả 3 năm cấp 3 dù thích Hường nhưng mình chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy dù chỉ một câu, dễ chơi là chào nhau cũng chẳng có. Không biết sao nhưng mình luôn hãi hùng với cô ấy. Ngại đến mức không dám nắm chuyện luôn, Phú ngậm ngùi. Sau 3 năm, tình cảm của Phú với Hường vẫn còn đó. Tuy nhiên, anh không biết làm cách nào để thúc đẩy mối quan hệ đi lên. Sau khi xa nhau, Phú vẫn kém xuyên vào Facebook của con người chơi cùng lớp để xem ảnh. Một lần, lấy hết can đảm, anh nhắn tin cho Hường để hỏi thăm. Anh chia sẻ, đó là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau. Hường đang học đại học tại Vinh, mình thì theo trường đào tạo ngành đầu bếp. Cảm xúc lần đầu nhắn tin với cô gái mình thầm thích nhiều năm trời nó khó tả lắm. Tới mức mà chỉ một câu hỏi dễ chơi của Hường thôi mình cũng mất cả nửa tiếng để nghĩ xem trả lời sao cho tuyệt vời, làm gì để cô ấy thích. Khi đó cả hai chẳng có chuyện gì nhiều gì không có điểm bình thường, mấy năm học có thảo luận gì với nhau đâu nên chủ đề nói chỉ xoay quanh mấy đứa người chơi học bình thường. Mình cứ chờ mãi rồi có một lần họp lớp, được gặp lại cô ấy. Vẫn là cái cảm ấy giống hồi đi học. Hường vẫn đáng yêu, dễ yêu đương, hiền đức lành và khiến mình cảm thấy đặc biệt quá đỗi. Ở lần gặp gỡ sau vài năm nay, Phú đã có thêm sự can đảm. Anh dằn vặt giữa chuyện để Hường thuộc về người con trai khác và cần một lần đấu tranh để giành được tình cảm của cô ấy. Cuối cùng, vì trái tim thúc giục quá mạnh mẽ, anh khai mạc hành trình tán tỉnh. Màn nắm cưa cẩn trọng và cái kết buồn của ngày 20 tháng 10. Càng muốn không đong đả, Phú càng dành tình cảm lớn cho Hường. Vì tình yêu đơn phương đó, anh thậm chí suy tính rất nhiều trong mỗi lần nhắn tin. Nhắn xong xuôi lại hãy phiền đức phức khiến cô buồn chán. Anh tâm sự, hồi đó nhắn tin với cô ấy nhưng đem lại cho mình cảm xúc bồi hồi lắm. Sợ cô ấy gây phiền đức, mình đâu dám nhắn nhiều đâu. Khi nào nhớ Hường quá, mình lại lấy tin nhắn cũ ra đọc. Đọc dứt lần nào cũng buồn. Có lần mình đi du lịch nằm trên tàu hỏa và vì nhớ cô ấy quá, mình lấy số điện thoại là nhắn qua để nắm chuyện. Lúc đó mình không biết gì sao nữa, chỉ vì muốn nói chuyện thôi. Mình tự ti lắm, hãy chẳng đi đến đâu nên chẳng dám nói thẳng là Phú đang nhắn. Vô tình cô ấy lại nghĩ đó là người chơi trai nhắn qua. Mình cảm thu được Hường còn nặng tình với người ta lắm. Khi đó mình tự thấy phiên bản thân không khác gì thằng ngu hết, chẳng khác gì tự làm mình tổn yêu đương. Dù vậy nhưng vì quá mức kích Hường mà Phú đâu kết thúc tình được. Đi du lịch, anh vẫn nghĩ mua một món quà khác biệt để về tặng, khiến cho cô vui dù chưa là gì của nhau, chưa gặp gỡ riêng lần nào. Chỗ mình đi chơi có nhiều chim đẹp lắm. Mình tuyệt hảo mấy con dẹp biết nói nên mua cho cô ấy hai con rất xinh.
đó là lần trước tiên mình hẹn gặp gỡ riêng cô ấy, tặng món vàng cũng trước tiên luôn. Khi mua, người bán bảo về dạy dẹp nói một tuần là nó biết nói luôn. Mình đun nấu nướng ý muốn dạy chúng nói câu, tao thích mi rồi tặng. Ai dè, dạy mãi nhưng chúng có nói được đâu. Mình hết kiên nhẫn nên mang tặng luôn. Ở nhà mình nghĩ kịch bản là gặp gỡ gần sáng như thế nào nhưng đến đó quên sạch. Mình chỉ biết cười cợt rồi đưa vàng, đứng thấp thỏm nói qua lại vài câu, được tầm 10 phút rồi mình cũng về. Tuy gặp gỡ được ít nhưng đó vẫn là kỷ niệm khiến mình vui và vui miệng vô cùng, Phú hào hứng kể. Dù tình cảm chưa tốt được nhưng vì sự nghiệp riêng, Phú đã phải vào Sài Gòn làm việc, không ở gần Hường nữa. Những ngày tại Sài Gòn, Phú nhớ người con gái đó da diết. Thậm chí cô còn hình thành trong những giấc mơ của anh. Anh kể tiếp, sau vài năm làm việc ở Sài Gòn hai đứa chẳng liên lạc mấy. Khi mình về gần nhà, ở gần cô ấy thì tình cảm có cơ hội tiến triển hơn. Mình gặp gỡ cô ấy nhiều, có những chuyến đi chơi xa cùng đám gamer thủ thân và có cả kỷ niệm đẹp đẽ. Nhưng đây cũng là lúc mình ra quyết định dội vàng. Ngày 20 tháng 10 năm 2018, mình lấy cái cớ là có vàng nên hẹn cô ấy đi ăn và tặng một chiếc nhẫn. Cũng như lần đầu tặng dẹp vậy, mình lên kịch bản kỹ lắm mà có nói được gì đâu. Mình hy vọng nhiều nhưng nhận về lời từ chối nhẹ nhàng. Cô ấy kinh hoàng tấn công mất tình gamer thủ thân nên không muốn tiến tới. Khó khăn lắm mới dám tán tỉnh, gian nan lắm mới tóm được vàng lên tặng mà sao cuối, hậu quả thật đắng cay. Phú suy sụp ngay sau lời từ chối đó. Trong một phút nỗi buồn đến quá nhiều, anh đã chặn hết mọi thứ liên quan đến Hường, tình cảm vẫn còn nhưng lý trí cho mình biết chẳng đi tới đâu, đừng cố nữa, không có hậu quả gì hết đâu. Mình chọn quên nhưng không làm được. Khoảng thời gian đó khủng khiếp quá. Quyết tâm làm lại từ đầu và trái ngọt đúng ngày Valentine. Phú nối tiếp câu chuyện, chuyện tình cảm không thuận lợi nên mình bị mất cân bằng trong cuộc sống. Nghĩ đi nghĩ lại cũng biết chẳng quên nổi nên mình quyết định liên lạc lại với Hường. Khi ấy mình mới thấy hành động chặn liên lạc thật ức chế, chả ra sao cả. Mình còn chán mình nữa là người khác. Mình nối tiếp bên Hường, niềm nở lặng lẽ lắm. Dù chẳng dễ chịu gì nhưng nó còn hơn là cố quên đi. Thời gian trôi qua, bọn mình dần thân thương với nhau hơn. Hường vẫn đơn chiếc có nghĩa mình còn cơ hội. Vào một ngày đập trời, mình thấy Hường cười cợt với mình tươi hơn, thích làm nũng và giận hờn, trách móc. Khi đó, mình vui không thể tả được. Có lẽ, duyên đã tới rồi đây. Để ý Hường rất kỹ nên chỉ cần một sự thay đổi thái độ Phú đã nhận ra ngay. Suốt 12 năm trôi qua kể từ khi tốt nghiệp, Phú chưa hề dám yêu ai cả vì kinh hoàng nhỡ đâu Hường lại có tình cảm với mình. Nhưng sự hy vọng ấy thật sự đáng lạnh lẽo. Valentine năm nay, mình quyết định tỏ tình với cô ấy. Được đám gamer thủ ủng hộ nên mình đưa cô ấy ra biển để nói hết nỗi lòng. Mình hiểu nếu không nói thì phải chấp nhận nhìn Hường đến với người nam nhi khác. Mình cho rằng ngay cả đến khi Hường có người yêu thì cũng không thể quên nổi nên quyết nói luôn một lần. Cuối cùng, cô ấy cũng đồng ý, cảm lạnh le đó thật không diễn tả nổi bằng lời, Phú hạnh phúc nói. Tấm thiệp Phú dùng để tỏ tình trong ngày Valentine. Sau hơn nửa năm bên nhau, cả hai quyết định tổ chức đám cưới để về chung một nhà. 13 năm theo đuổi đằng đẵng, sau cuối tình yêu của Phú cũng đơm hoa kết trái. Anh được tóm tay tình yêu đầu bước vào lễ đường kết hôn. Nhiều cảm xúc lắm, từ gamer thủ đến người yêu đã nhanh, từ người yêu thành hoàng hậu chồng cảm nhanh nữa. Chưa kịp hưởng hết cảm xúc này thì cảm xúc khác đã tới. Mình có dám tin đâu. Nhiều lúc cứ ngỡ đang mơ vậy. Tình yêu trước tiên và duy nhất sau cuối cũng là hoàng hậu mình rồi, Phú hạnh phúc chia sẻ. 29/10 năm nay là ngày lễ trước tiên của họ khi chính thức thành hoàng hậu chồng. Ngày này năm ngoái, Phú đối mặt với nỗi buồn tột độ. Năm nay, cục diện lại thay đổi theo cách khó tin nhất. Anh tâm sự, nhiều lúc mình bảo hoàng hậu rằng chắc kiếp trước em gây cho anh cực khổ nên kiếp này phải làm hoàng hậu anh để anh hành hạ em. Đúng là tình yêu chẳng nói trước được. Có chết đi sống lại mình cũng không ngờ được 29/10 năm nay đã về chung một nhà rồi trong khi năm ngoái thì cực khổ vô cùng. Hôm nay mình đã mua vàng tặng hoàng hậu kèm theo tự tay làm một bữa ăn cho cô ấy. Quà cũng không cầu kỳ đâu, nó là vài bộ giấy ngủ nhưng chỉ khi là hoàng hậu chồng mình mới dám tặng. Trước đó dù có mong muốn đến mức nào thì món vàng ấy cũng là không tưởng. Đúng là một câu chuyện tình cảm động.
người ta phải khâm phục trước sự kiên định, dũng dàng của Phú. Suốt 12 năm kể từ khi quen Hường, anh chẳng yêu ai hết và luôn theo đuổi cô dù nhiều lúc cơ hội hết sức mỏng dính manh, bao nhiêu người khuyên nên tìm người khác. Trong tình yêu, chẳng phải kiên định bao giờ cũng mang đến hậu quả tốt, nhưng với người nam nhi tên Phú thì công phu hơn một thập kỷ anh bỏ ra đã thu về trái ngọt.